Vâng, xin chào tất cả các bạn và các em đã đến với video hướng dẫn ôn tập học dự học kỳ 1 của lớp 11. Ta xem qua một số bài tập mà ta sẽ ôn tập trong buổi hôm nay nhé. Có một giải phương trình lượng giác sau. Đây có hai phương trình nhé, một phương trình cơ bản và một phương trình ở dạng nâng cao. Đây, bài câu số 2 là một hộp gồm 6 bi đỏ, 5 bi xanh. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 5 bi sao cho năm trong 5 bi đó là có ít nhất 3 bi xanh. Câu số 3. Trong mặt phẳng Oski cho đường thẳng D, x trừ 3y còn 1 bằng 0. Lập phương trình của đường thẳng D phải là của đường thẳng D qua phép tình tiến theo vector U, tọa độ là 3 trừ 1. Đấy, ta có tất cả các câu như vậy nhé. Bây giờ ta giải thích từng câu một. Câu thứ nhất trường. Bài giải câu A nhé. Thì phương trình này là tương đương với phương trình 1. 1 tương đương với. Ở đây là ta viết thành là sin 2x là bằng. Căn 2 trên 2 là chính là sin của pi trên 4. Như vậy sin 2x bằng sin của pi trên 4. Thì ta có được là 2x là bằng pi trên 4 cộng K2pi. Hoặc 2x là bằng pi trừ pi trên 4. Tức là 3pi trên 4 cộng K2pi. Trong đó K là số nguyên. Thì đây ta có được là giá trị x này, chia cho 2. Thì đây sẽ là pi trên 8 cộng với kpi. Ở dưới này chia 2 là sẽ là 3 pi trên 8 cộng kpi. K là số nguyên. Và ta kết luận ra nhé, có các nghiệm là. Như vậy xong câu A. Câu B này. Ta ghi đây là phương trình 2. Thì đầu tiên ta có điều kiện để phương trình này nó có nghĩa là đó là 1 trừ sin 2x là khác không. 1 trừ sin 2x khác không, tức là ta có được là sin 2x là kháng 1 nha. Mà sin khác 1 thì cái công này là khác pi trên 2 cộng k2pi. Từ đây ta có được x là khác pi trên 4 cộng kpi với k là số nguyên. Đấy. Thì với điều kiện này thì ta biến đổi. Ở đây ta biến đổi thì về trái trước nhé. Về trái nó phức tạp hơn. Như vậy thì mọi ta không làm được gì rồi không? Bây giờ ta biến đổi phần tử xem được có được cái gì không? Đây ta có cos x cộng pi trên 4 này, ta tìm mối liên hệ với mẫu này. Ở đây là 1 trừ sin 2x thì chính là bằng sin bình này cộng cos bình này là bằng 1 nhé. Bên này trừ 2 lần sin cos. Như vậy ta có hàng lần thức, đó chính là sin trừ cos tất cả bình phương, hay là cos trừ sin tất cả bình giống nhau ha. Sin trừ cos tất cả bình hoặc là cos trừ sin tất cả bình giống nhau, thì là bằng nó cũng bằng cos trừ sin tất cả bình. Đó là gì mẫu này. Còn đơn tử này là cos x cộng pi trên 4 thì ta xem được cái gì đây. Cos x này, cộng pi trên 4. Vì đây sẽ bằng cos x cos pi trên 4. Rồi cộng trừ, đây là cos a cộng b là bằng cos trừ sin sin. Sin x sin pi trên 4. Mà cos pi trên 4 và sin pi trên 4 là bằng căn 2 trên 2. Như vậy ta có thể đặt căn 2 trên 2 ra ngoài. Thì trong này là cos trừ sin. Cos x trừ sin x. Nha. Đấy, như vậy ta có thể chung mà rút gọn được nha. Như vậy ta biến đổi 2 tương đương với 1 cộng ở đây là 2 sin x sin 3 x thì chính là bằng ta dùng công thức là sin cộng sin nhé. Tức là bằng cốt trừ cốt là bằng trừ 2 sin sin. Như vậy là bằng cốt hiệu trừ cốt tổng. Ta lại cái này trừ cái này là cốt 2 x này trừ cho cốt là cái này trừ cái này. Đây là cốt hiệu trừ cốt tổng là cốt 2 trừ cốt 4. Bên này là cốt x cộng pi trên 4 chính là bằng căn 2 trên 2 cốt x trừ sin x.
thể biến đổi bên này. Còn 1 trừ sin 2 thì chính là bằng cos x trừ sin x tất cả bình phương. Cos x này trừ sin x này. À, tất cả bình phương ha. Bằng căn 2 của cos x cộng sin x. Đấy. Và do điều kiện của mình là mẫu khác không rồi nên ta rút gọn được cos trừ sin nhé. Ta rút gọn đi, rút gọn căn 2 luôn này. Như vậy đây sẽ là 1 cộng cos 2 trừ cos 4x. Ở đây rút gọn căn 2 rút gọn căn 2 luôn. Như vậy đây là nhìn mẫu là 2 này. Đây rút gọn cos trừ sin rồi thì còn lại là cos trừ sin này. Cos trừ sin. Cos trừ sin x nhé. Cái gì màu. Còn bên này là bằng căn 2 cos x cộng sin x. Hả? Rồi, bây giờ tiếp tục nha. Hôm nay chúng ta quy đồng lên này, 1 cộng cos 2x trừ cos 4x. Ở đây căn 2 đây ta rút còn bên này căn 2 căn 2 rút còn nữa nhá. Đây còn nữa căn 2 nữa. Như vậy đây là thành 2 cos trừ sin nhưng với cos cộng sin. Cos x cộng sin. Ở đây là a trừ b nhưng a b là bằng a bình trừ b bình. Như vậy cos bình trừ sin bình là bằng cos 2x nhé. Như vậy bên này sẽ viết lại 1 cộng cos 2x. Ta đưa về cos 2x luôn. Như vậy là bằng 2 cos bình 2x trừ 1 bằng 2 cos bình trừ sin bình. Cos bình trừ sin bình ha. Như vậy chúng ta biến thành là 1 cộng cos 2x trừ 2 cos bình 2x cộng 1 bằng 2 cos 2x. Và làm gọn lại. Ở đây ta chuyển qua vế phải 2 cos bình 2x này. Bên là 2 cos 2x trừ cos 2x là bằng cos 2x này. Cos 2x này. Rồi. Bên đây là 1 cộng 1 là 2, như vậy là trừ 2 bằng 0. Từ đây ta có được là cos 2x bằng. Ở đây AC trải dấu thì chắc chắn nó sẽ có 2 nghiệm ha. Để bật khai thay cos 2x. Ở đây tổng là bằng trừ 1 phần 2. Tích là bằng trừ 1 tổng bằng trừ 1 phần 2 tích bằng trừ 1. Các bạn bấm phần trên dập 2 ra nhé. Đây là nghiệm là trừ 1 cộng căn 17 chia cho 4. Và một nghiệm là trừ 1 trừ căn 17 chia cho 4. Thì ở dưới này là cái này nhỏ hơn trừ 1 này. Cái này phương định vô nghiệm ha. Còn ở trên là 0.78. Như vậy là được ha. Thì cái nghiệm này là không được đẹp lắm nha. Ta chuyển qua ASCOS cộng trừ ASCOS của trừ 1 cộng căn 17 chia 4 cộng cả 2pi. Và từ đây ta chia 2 để suy ra x. Rồi bằng cộng trừ 1 phần 2 ASCOS của trừ 1 cộng căn 17 tất cả chia 2 cộng cả pi. Và cái này nó thỏa điều kiện rồi nhé.
cho nên kết luận có các nghiệm là bài câu số 2 này. Một hộp gồm 6 bi đỏ và 5 bi xanh, 6 bi đỏ 5 bi xanh này. Hỏi có bao nhiêu cách lấy 5 bi. Sao cho 5 bi đỏ là có ít nhất 3 bi xanh, ít nhất 3 bi xanh, tức là số bi xanh sẽ lớn hơn bằng 3. Hả? Để ta chia trường hợp thì ta có là trường hợp 1 này. Là chọn 3 bi xanh. Chọn 3 bi xanh. Và ở đây chọn tất cả 5 bi nhé, 3 bi xanh, mà đây chỉ có hai loại là xanh và đỏ, như vậy 3 bi xanh thì 2 bi đỏ. Nha. Trường hợp 2 này, là chúng ta chọn 4 bi xanh, 4 bi xanh. Chọn 4 bi xanh thì phải là 1 bi đỏ để tổng lại bằng 5 nhé. 1 bi đỏ. Có trường hợp là 5 bi xanh nữa nhé, được vào trường hợp cuối cùng. Chọn cạnh 5 bi xanh luôn. Ở đây số bi xanh là đủ nhé. Có đủ 5 bi này. Như vậy có trường hợp là chọn 5 bi xanh. Như vậy là ta chia 3 trường hợp thì kết quả chúng ta sẽ là dùng cái thật cộng 3 trường hợp lại. Có. Ở trường hợp đầu là chọn 3 bi xanh, 2 bi đỏ thì nó sẽ có. Ở đây chọn liên tiếp nhé. Chọn bi nào được cũng được. Chọn 3 bi xanh trong 5 bi xanh là C35 cách. Chọn 2 bi đỏ trong 6 bi đỏ. Như vậy C26 cân nha, bằng tôi bấm ra luôn. Ở đây là tôi lại mình tình bấm ra nha. Năm ship NCR3 nhân với 6 ship NCR2 kết quả là bằng 150 cắt chọn 3 bi xanh và 2 bi đỏ. Trường hợp thứ hai chúng ta làm tương tự, chọn 4 bi xanh trong 5 bi xanh là C45, chọn 1 bi đỏ trong 6 bi đỏ là C16 bằng. Như vậy đây 5 nhân 6 là bằng 30 cách. 30 cách chọn. Trường hợp thứ 3 là chọn 5 bi xanh luôn. Như vậy là chọn 5 bi xanh trong 5 bi xanh thì chỉ có 1 cách C55. Là 1 cách. Như vậy theo quy tắc cộng ta có là 150 cộng 30 cộng 1. Như vậy là 181 cách chọn thỏa yêu cầu bài toán. Nha. Ở đây bài này thì ta có thể làm cách ngược lại nhé, phân bù. Tức là ít nhất 3 bi xanh thì ngược lại là số bi xanh là bé hơn 3. Bé hơn 3 thì sẽ ra các trường hợp là không bỏ bi xanh nào. 1 bi xanh và 2 bi xanh thì nó cũng có 3 trường hợp nhé. Cho nên trường hợp này phân bù hay là làm trực tiếp thì nó giống nhau, điều 3 trường hợp. Cho nên ta làm cách trực tiếp cũng được nha. Câu số 3. Trong mặt phẳng OCE cho đường thẳng D có phương trình x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Lập phương trình đường thẳng D phải là ảnh của đường thẳng D qua phép tình tiến theo vector U tọa độ 3 trừ 1. Thế đây ta nhớ là tính chất của phép tình tiến thì nó biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc là trùng với nó nhé. Thì ở đây D phải này là ảnh của D qua phép tình tiến theo vector U. Thì ta suy ra D phải này là song song với D hoặc D phải trùng D. Suy ra D phải là có dạng x trừ 3y cộng C bằng 0. Ở đây C này có thể bằng 1 hoặc là bằng là khác 1 nhé. Thì ta cần đặt điều kiện của C. Và bằng thì trùng mà khác thì xong thôi. Ở đây chúng ta lấy điểm M là biến y bằng 0 thì x là bằng trừ 1. Cái này thuộc vào D. M phải là ảnh của M qua phép tình tiến theo vector U. Thì tọa độ của điểm M phải là bằng tọa độ điểm M cộng tọa độ của vector U nhé. Hoàn cộng hoàn, tung cộng tung. Như vậy là 3 cộng trừ 1 là 2. Trừ 1 cộng 0 là trừ 1. Mà M phải này thuộc vào đường thẳng D phải suy ra. Thay vào này 2 này. Trừ 3 nhân trừ 1 cộng C bằng 0. Như vậy suy ra C. 3 cộng 2 là 5. Như vậy C bằng trừ 5. Vậy phương trình của D phải x trừ 3y trừ 5 bằng 0.
À, như vậy ta giải quyết xong cái bài tập bài này ha. À, cảm ơn các bạn và mọi người, các em đã xem video này nhé. Đừng quên nhấn nút like, share video và đăng ký kênh Dung S nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các video tiếp theo.